Không chỉ đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi bước vào năm học, cán bộ y tế học đường còn xử lý những vấn đề liên quan đến sức khỏe hàng ngày cho giáo viên và học sinh tại đơn vị phụ trách. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, vai trò của lực lượng y tế học đường càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là công tác y tế học đường tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế, dẫn đến hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe chưa cao. Là nhân viên y tế trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi hơn 8 năm nay, anh Nguyễn Quang Tuấn còn kiêm nhiệm thêm nhiều vai trò khác do nhà trường phân công. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, vai trò của những nhân viên y tế như anh Tuấn càng quan trọng hơn. Toàn trường có 435 học sinh của 13 lớp. Điều này cũng đồng nghĩa anh Tuấn chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của 435 học sinh khi ở trường, cũng như đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ban ngành, quyết tâm phải phấn đấu để các em được đến trường, thì công tác y tế cũng phải tâm soát, nhất là lấy mẫu test nhanh COVID trong đợt vừa qua thì cũng gặp rất nhiều khó khăn về con người, về thời gian và nhất là về phải độ chính xác để đảm bảo tuyệt đối cho các em trong khi đến trường học, thì chúng ta phải đảm bảo an toàn COVID. Tôi nghĩ thì y tế học đường không chỉ đơn thuần là cái việc nơi sơ cấp ban đầu cho các em học sinh, mà còn là cái nơi truyền thông các cái thông điệp để giáo dục sức khỏe cho các em, rồi là chăm sóc sức khỏe cho các em, đặc biệt là cũng tuyên truyền đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Nhà trường cũng chỉ đạo bộ phận y tế nhà trường cũng tiếp thu những cái văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và tiến hành triển khai tuyên truyền đến cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, đặc biệt là các em học sinh để trong cái phòng chống dịch được tốt hơn. Việc học sinh trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp đòi hỏi lực lượng y tế của trường học hoạt động gần như hết công suất. Từ việc tổng hợp số liệu, đo thân nhiệt từng lớp học, nhân viên y tế nắm bắt thông tin bất thường về sức khỏe của học sinh, từ đó theo dõi và gửi thông tin lên phòng giáo dục và đào tạo hàng ngày. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác y tế trường học vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác y tế trường học còn hạn hẹp, chủ yếu từ nguồn bảo hiểm y tế học sinh. Mặt khác, ở tuyến cơ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động y tế trường học còn thiếu hoặc đã hỏng, chưa có kinh phí để mua mới hoặc sửa chữa. Do vậy, hiệu quả công tác y tế trường học chưa đạt như mong muốn. Cụ thể công việc của một nhân viên y tế là em sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh hàng ngày, cho học sinh khử khuẩn, sau đó là sẽ theo dõi tổng hợp tình hình các F0, F1 của nhà trường và theo dõi cái vấn đề mà vệ sinh trường lớp của các lớp, đảm bảo cái môi trường phòng chống dịch bệnh an toàn cho học sinh khi đến trường. Nhân viên y tế thì nhà trường hỗ trợ về tinh thần là chính, còn về cơ sở vật chất thì cũng chưa có cái điều kiện để hỗ trợ các em, vì chủ yếu là các em vẫn hưởng lương nhà nước, chủ yếu là vận động bằng tinh thần. Y tế của nhà trường thì ngoài cái việc thực hiện cái việc chuyên môn thì nhà trường cũng có phân công kiêm nhiệm thêm như hỗ trợ thêm về công tác phổ cập giáo dục hàng liên quan đến cái việc của các em học sinh, quyền học tập của các em. Thì nhà trường cũng mong muốn là lãnh đạo các cấp cũng quan tâm tới cái vấn đề về là lương bổng của y tế trường học, vì thấy y tế trường học thì công việc ai nhìn vào cũng thấy là đơn thuần, nhưng thực sự bên trong y tế trường học cũng khá vất vả, vừa về chuyên môn chăm lo cho các em, đặc biệt cái môi trường học sinh đó, là các em là nó rất đông, số lượng đông, cái việc ý thức của các em bây giờ nó cũng không cao lắm trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe bản thân mình, do đó cũng rất vất vả cho y tế trường học. Với thực tiễn công tác y tế trường học và tình hình dịch bệnh hiện nay, công tác chăm sóc giáo dục sức khỏe của học sinh cần phải được chú trọng hơn nữa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Không chỉ mỗi thầy cô giáo cũng như học sinh cần phải có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, lực lượng y tế trường học cũng cần được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để chất lượng y tế trường học ngày càng được nâng cao.